Yo, what's up? Hello anh em, thì là mình Tâm Với Lút đây. Rồi, cuối cùng thì ngày này anh đã đến. Ngày 21 tháng 10 2023. Rồi, thì ngày mai làm cách ngày này 2 tháng trước thì mình bị ban con app chính VN Tâm Với Lút đấy. Nhưng mà hôm nay thì nó mở khóa được rồi. Rồi, mình với cả anh em cùng trải nghiệm xem làm sau 2 tháng bị khóa thì nó sẽ tặng quà quay trở lại, hay là quay trở lại app thì nó có bị mất và được những gì nhá. Ok anh em nhá. Rồi, thì đầu tiên thì cứ đăng nhập WeChat như bình thường thôi. Đấy rồi, lâu lắm rồi mới được trên tay em VN Tâm Với Lút. Rồi, lâu quá nhờ. Vào game chưa? Ok vào rồi anh em ơi. Ọp lâu thế mà vẫn có top ngộ không anh em à. Ọp hẳn 2 tháng luôn vẫn có top ngộ không. Ủa, áo nhỉ? Sắc avatar của mình như này nhỉ? Đổi ngay. Đổi sang mặc định như mình. Ok. Ok tên mình đâu ta? Cái tên VN Tâm Blood biến mất luôn anh em à. Cái tên đâu? Rồi, ứng trình nhiệm vụ tuần thì chắc nó mình bỏ mấy tuần rồi. Nhưng sang nhiệm vụ tuần mới rồi. Quay qua trở lại này. Ui. Quà gì đây? Quà quay trở lại có có cái gì đây anh em? Quà quay trở lại có những gì đây? Ảo thật chứ. Ui, còn đúng mới quay này mình chưa cả quay hết này. Đây đây đây, cái này cái gì đây? Mở ra xem anh em, quà quay trở lại đấy, quà quay trở lại của anh em. 2 tháng. Tuyệt vời, được thẻ thử Toro. Vai trưởng thật chứ. Được hẳn thẻ thử Toro luôn mà. Ui, mấy thứ này thì vẫn vẫn thế như xưa. Chung mình game không có sự kiện quay trở lại anh em nhá. Đấy. Rồi, còn làm tướng, tá, trang phục các thứ này. Vẫn như xưa thôi. Rồi, vòng quay vòng cùng các thẻo này. Chắc tí nữa mình sẽ quay vòng quay luôn. Đây, mua ba cái vé đã. 2 tháng rồi chưa tích vé này. Bỏ mất một cái vòng quay. Ok này. Còn cái gì đâu ta? Hết rồi hết rồi. Đợi đi anh em, đợi mình tí mình tải tài nguyên đã. Tuần tướng tá thì vẫn như thế luôn. Không có gì thay đổi cả. Ui. Bao nhiêu tướng skin ấy, kiểu mình bỏ trong 2 tháng bỏ bao nhiêu skin luôn đấy. Tên không có tên luôn mà. Hay thế nhở? Nó xóa cái tên của mình hay sao á? Đây cho anh em xem lại quả lịch sử đấu đây. Ấy, chưa đánh trận nào luôn nhá. Đây, thông đạo tướng các thứ này. Vẫn thế. Nhưng mà mất cái tên VN Tâm Blood rồi, bây giờ làm sao đổi lại nhỉ? Làm sao đổi lại ta? Clan vẫn còn này. Quả cáp phải trắng tặng cái gì cả. Làm chữ comeback đã. Tra thế giới anh em à. Rồi, hiện chưa? Không hiện gì nhỉ? À đây. Ui, hiện phát không có tên anh em mà không có tên VN Tâm Blood luôn, mất tên rồi, người ta xóa mất tên rồi. Tencent nó xóa mất tên rồi. Đấy. Đấu hạng này vẫn thế này. Top cũng không bùi kịch hẳn tung top 50 luôn mà. Không có gì luôn mà. Vẫn như vậy thôi. Ôi, chẳng có gì cả. Quay lại ác có 2 tháng thì vẫn như thế. Chả có gì mới lạ cả. Chán thế nhờ. Tưởng được quà quay trở lại được skin skin cùng các thứ cơ. Nhưng mà không anh em à, vẫn thế, quà là vẫn thế thôi. Chả có gì hết cả. Đây, mình vào thử đấu luyện cho anh em xem cái tên của mình là gì nhá. Tên của mình là gì nhá. Player. Người chơi. Đổi thành tên player luôn rồi. Tên như kiểu tên của mấy ông hack chơi hack map ấy nhỉ. Ảo thật ý. Tên như của mấy idol chơi hack map ấy. Chắc tí tôi phải tìm cách nào tôi đổi lại, lấy lại cái tên VN Tâm Blood thôi. Không thể để cái tên player như này được. Người vô gia cư, vô danh này chết rõ đấy anh em à. Chả có gì cả. Tên mới kìa. Ôi, bên này còn chưa cả cập nhật bản đồ mới cơ. Chưa cập nhật bản đồ mới thì luôn mà. Rồi, thoát đi. Chả có gì chơi mới lạ chơi gì đó anh em nhỉ. Hay là anh em mình vào làm ván đấu rank thử nhỉ. Đấu rank mở màn con ác mới quay trở lại anh em nhỉ. Không biết bây giờ anh em tìm VN Tâm Blood còn hiện ra cái tên cái clip của mình không cơ, hay là mình phải tìm theo cách khác. Tìm theo cách vô danh gì đấy nó mới hiện lên cơ. Khó nhỉ. Thôi. Tướng tá vẫn thế luôn mà. Chả có gì thay đổi à. Hay.
Tôi xem nào, xem có cái gì không. Nó có quay trở lại, có shop ưu đãi chứ ưu đủ nếu mà. Hay là vẫn thế, vẫn như xưa thôi. Shop trang phục vẫn thế này, đá quý cũng vậy này. Tưởng quay lại nó tặng cho mới viên đá quý nhỉ. Tướng tá vẫn vậy. Không khác cái gì cả. Hết rồi anh em à, hết rồi. Chúng ta vẫn thế thôi, nó không tặng thêm cái gì đâu. Thôi, vào làm bán danh đã anh em à. Vào làm bán danh, ui tên mình không hiện trong này luôn mà. Không hiện bất kể một cái tên gì cả. Ui giờ là anh em off hết rồi, chả ai on nữa này. Xem nào, xem có ai, đây có ông này. Có ai vào luôn này, ok, chấp nhận luôn. Kết bạn sẵn làm nhiệm vụ tuần luôn anh em à. Sẵn là nhiệm vụ tuần luôn thôi. Bây giờ tuần mới rồi, may quá mình quay lại chắc vẫn nhận được skin của... không nhận được Ryoma đâu. Chắc phải nhận được con nào khác thôi. Tuần này chắc nhận được mức 1 thôi à. Tìm trận đấu lâu nhở. Rồi, có trận rồi này. Trong xem cái tên của mình là cái gì mà. Đường kia các thứ đây. Rồi, ok, chắc là clip mình sẽ tạm dừng rồi. Bye bye anh em và hẹn gặp lại trong những clip sớm nhất của mình. Đấy, cái tên với cả trận đấu thì mình vẫn sẽ để cho anh em và mình sẽ chèn nhạc vào nhá. Chứ bình luận bây giờ mệt quá rồi anh em à. Đuối sức quá rồi. Thôi, ác cuối tóm lại là ác quay lại nhưng mà vẫn thế. Chẳng được tặng cái gì cả. Ok, bye bye anh em.
Other side.